Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao đại án Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Phú Trọng đang nỗ lực giải cứu cho Tổng Bí Thư. Những quan chức nhận tiền hối lộ trong vụ án Vạn Thịnh Phát nhưng không có động cơ vụ lợi sẽ chỉ xem xét kỷ luật về mặt đảng và hành chính. Đó là phát biểu của Phó Ban Nội chính Trung ương ông Nguyễn Văn Yên tại cuộc họp báo vào ngày 22 tháng 11 đã khiến cho công luận hết sức ngạc nhiên. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tờ báo Việt Nam Express Online dẫn lời ông Nguyễn Văn Yên cho biết, vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay, được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, có hệ thống. Đồng thời, Nguyễn Văn Yên cho biết, người nhận số tiền tham nhũng lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của ngân hàng SCB phải bị truy tố, xét xử. Tuy nhiên, đối với người nhận ít, không có động cơ nhận tiền vào dịp lễ Tết như bồi dưỡng, quà, không cam kết làm gì, để có lợi cho bên đưa tiền sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng về nguyên nhân, hoàn cảnh. Các trường hợp này sẽ không xử lý về mặt hình sự, nhưng xử lý nghiêm về mặt kỷ luật đảng và hành chính. Ông Yên cho rằng việc xử lý này là thấu tình, đạt lý, và nhắc lại nó cũng là tương tự như vụ đại án Việt Á, lãnh đạo đảng cũng có chủ trương tha miễn xử lý với người có vai trò thứ yếu, không có động cơ vụ lợi khi nhận tiền bồi dưỡng. Theo giới quan sát, phát biểu kể trên của Phó Ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Văn Yên một lần nữa là hành động ném đá, dò đường, thăm dò phản ứng của dư luận. Nếu thuận lợi, đảng sẽ tiến tới khẳng định các vụ án tham nhũng theo diện chỉ đạo của cơ quan phòng chống tham nhũng và tiêu cực Trung ương, sau này thì sẽ tha bổng cho các quan chức tham nhũng ít, quan chức nhận quà biếu lễ Tết. Giới bình luận chính trị đặt nghi vấn, phải chăng ông Nguyễn Phú Trọng đề ra chủ trương quái đản này là để giải cứu cho chính bản thân ông, khi ai cũng biết rằng những người như ông thường xuyên nhận quà biếu dịp lễ Tết. Phải chăng ông Trọng đang chừa đường lui cho chính mình, một khi ông nghỉ hưu, thất thế, có thể sẽ bị phe đối thủ hồi tố hay không? Việc Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên so sánh và cho rằng cách xử lý nhân văn tương tự vụ Việt Á là cách nói lấp lửng không trung thực. Vì ít nhất trong vụ án chuyến bay giải cứu đã xét xử và vụ Việt Á tới đây không chỉ là lãnh đạo các cấp cục vụ bị xét xử với những bản án nặng nề mà kể cả tới ủy viên Trung ương Đảng như Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thành Long cũng bị khởi tố bắt giam. Đó là chưa kể tới một loạt thứ trưởng hay tương đương phải đứng trước vành móng ngựa. Bộ ba xe pháo mã Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng, Lê Thành Hải. Trong lúc vụ án Vạn Thịnh Phát được đánh giá là có mức độ sai phạm lớn hơn rất nhiều so với vụ án Việt Á, thậm chí đặt kỷ lục về hối lộ và thất thoát theo lời của Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên. Vậy mà trong kết luận điều tra chưa đề cập tới vấn đề và chưa thấy có bất kỳ cán bộ cấp cao nào hơn cục trưởng bị liên đới. Chưa kể các vụ đại án nói trên diễn ra trong thời gian rất ngắn. Nếu so với vụ đại án Vạn Thịnh Phát của bà trùm Trương Mỹ Lan diễn ra trong thời gian gần 20 năm, từ năm 1992 cho đến năm 2022, theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03, đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Thịnh Phát về 3 tội danh như tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và đưa hối lộ. Vẫn theo kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan là chủ của nhiều dự án bất động sản nổi bật tại các khu đất vàng, đất kim cương ở quận 1, quận 3 của thành phố Hồ Chí Minh. Giới quan sát đặt câu hỏi liên quan đến những việc chuyển nhượng các công sản, các khu đất vàng cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong mối quan hệ với cựu bí thư thành ủy, ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Thành Hải đã tuân thủ theo đúng pháp luật hay không và có bỏ sót tội phạm hay không. Hơn nữa, trong kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 về việc đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan và các hoạt động của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cũng như các công ty thành viên, tại sao vụ việc liên quan đến dự án chuyển đổi công năng Cảng Sài Gòn không được đề cập tới? Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên tại cuộc họp báo vào ngày 22 tháng 11. Theo lời khai trước đây của ông Dương Chí Dũng, bà Trương Mỹ Lan đã thông qua ông Dương Chí Dũng để chuyển đến cố Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ 1 triệu đô la,
trong đó nhớ ông Ngọ chuyển một nửa là 500.000 đô la cho cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang. Còn có vai trò của thư ký cựu Bộ trưởng ông Quang là ông Trần Văn Tiệp hiện nay ra sao cũng không được đề cập tới. Xin nhắc lại, từ lời khai của tử tù Dương Chí Dũng, Tổng Giám đốc Vinalize trên đây diễn ra trong phiên tòa có sự chứng kiến của cố trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thành ngồi dự phiên tòa này. Rõ ràng mức độ sai phạm của vụ án Vạn Thịnh Pháp và bà Trương Mỹ Lan là vô cùng lớn. Vậy mà cho đến nay Bộ Công an chỉ mới truy tố từ cấp vụ trưởng, cục trưởng là một điều hết sức bất bình thường và hoàn toàn không thỏa đáng. Điều đó có liên quan gì đến mối quan hệ mờ ám giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và sâu chúa Lê Thanh Hải, người mà cho đến nay công luận cho rằng không biết Vạn Thịnh Pháp thật sự thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan hay của cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao đại án Vạn Thịnh Pháp, Nguyễn Phú Trọng đang nỗ lực giải cứu cho Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn vừa chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lãnh đạo chống tham nhũng trục lợi trong việc bảo vệ cho quan tham nhũng như thế nào. Số tiền mà bị can Trương Mỹ Lan chiếm đoạt từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, viết tắt là SCB, lên đến 304.000 tỷ đồng, nhiều hơn tổng tài sản của cả 5 tỷ phú giàu nhất Việt Nam cộng lại. Theo đánh giá, nếu có thu hồi toàn bộ tài sản của tập đoàn Vạn Thịnh Pháp thì cũng khó có thể bù đắp được số tiền khổng lồ đó. Chắc chắn bị can Trương Mỹ Lan sẽ không thể chiếm đoạt được số tiền đó nếu không có sự hỗ trợ của các quan chức, công chức của nhà nước và chắc chắn phải có sự bảo kê của lãnh đạo cấp cao nhất. Miễn trách nhiệm hình sự người không vụ lợi khi nhận tiền của SCB vừa được tuyên bố. Dư luận mạng xã hội vừa thấy rằng chưa bao giờ làm quan sướng như thế này, chỉ cần không hứa hẹn và chỉ nói tớ cảm ơn khi nhận quà biếu lên đến 200.000 đô la thì không có tội như tấm gương của cựu chủ tịch Hà Nội ông Chu Ngọc Anh trong đại án Việt Á. Dư luận xã hội đã phẫn nộ và bất bình về sự bao che mang tính chạy tội của lãnh đạo Việt Nam cho những kẻ tham nhũng này. Người ta nghĩ rằng cơ quan chống tham nhũng cần phải xem xét lại. Vậy mà trong vụ án Vạn Thịnh Pháp, bà Trương Mỹ Lan một lần nữa dư luận lại bất ngờ với chủ trương như sau. Người nhận tiền trong vụ Vạn Thịnh Pháp và ngân hàng SCB nhưng không có thỏa thuận hoặc không đòi hỏi sẽ không bị xử lý hình sự mà kỷ luật đảng xử lý hành chính. Đây là tin thật chứ không phải là tin giả của thế lực thù địch, là thông tin chính thức của truyền thông nhà nước Việt Nam. Tờ báo Việt Nam Express Online vào ngày 22 tháng 11 có bản tin với tiêu đề Miễn trách nhiệm hình sự người không vụ lợi khi nhận tiền của SCB. Bản tin cho hay chiều ngày 22 tháng 11, Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết số tiền nhận hối lộ trong vụ án Vạn Thịnh Pháp là lớn nhất từ trước tới nay. Bản tin này cũng lấy trường hợp của bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bị cáo buộc đã nhận hối lộ tới 5,2 triệu đô la để mà bao che cho sai phạm của ngân hàng SCB. Theo ông Nguyễn Văn Yên cho biết, các cơ quan tố tụng đã nghiên cứu, phân tích mức độ tính chất sai phạm để đánh giá từng trường hợp. Theo đó, người nhận số tiền lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng phải bị truy tố, xét xử. Người nhận ít không có động cơ, nhận tiền vào dịp lễ Tết như bồi dưỡng, quà, không cam kết làm gì, để có lợi cho bên đưa tiền sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng về nguyên nhân, hoàn cảnh. Các trường hợp này sẽ không bị xử lý về mặt hình sự, nhưng xử lý nghiêm về kỷ luật của đảng và hành chính. Chiếc đồng hồ rất đắt tiền, Patek Philippe đeo trên tay ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, đăng trên tờ báo Việt Nam Express trước khi bị cất mất phần dưới. Đồng thời, Phó ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho rằng chủ trương xử lý như vậy là thấu tình, đạt lý. Tại vụ án Việt Á, cơ quan phòng chống tham nhũng và tiêu cực cũng có chủ trương tha, miễn xử lý
với người có vai trò thứ yếu, phụ thuộc, phải thực hiện theo mệnh lệnh, không có động cơ vụ lợi trong hoàn cảnh dịch bệnh. Công luận thấy rằng chủ trương xử lý thấu tình đạt lý của Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên thực ra là một giải pháp giải cứu cho các quan chức tham nhũng sẽ được thoát hoặc giảm nhẹ tội khi đưa ra xét xử. Đây là một đề nghị hết sức bất hợp lý. Chủ trương này sẽ tạo ra những căn cứ pháp lý để che chắn cho cán bộ tham nhũng. Điều đó hoàn toàn đi ngược với chủ trương chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có vùng tránh của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn hàng ngày rêu rào. Nhưng đây cũng là chủ trương của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là cán bộ nào đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền thì mình miễn xử hoặc xử nhẹ, mà không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách chức hết tất cả mới là tốt. Thậm chí vấn đề đó được Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam ra nghị quyết hóa theo yêu cầu của ông Tổng Bí thư. Điều này đã thể hiện rõ ràng tại thông báo số 20 vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị về việc cho phép lãnh đạo từ ủy viên trung ương trở lên nếu tham nhũng nhưng đã khắc phục hậu quả và chủ động xin thôi chức sẽ được miễn truy tố hình sự. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam cũng liên quan đến Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên. Trong bản tin Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương không có chuyện bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn rồi giấu, đăng trên báo Thanh Niên vào ngày 10 tháng 5, có một tấm hình minh họa chụp ông Yên. Tấm hình này cho thấy trên tay trái của Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe có giá trị lên tới 250.000 USD. Khi dư luận trên mạng xã hội bàn tán quá nhiều, tấm hình đó đã được chỉnh sửa bằng cách cắt mất phần tay đeo đồng hồ. Rõ ràng một lãnh đạo của Ban Nội chính Trung ương lại đeo một chiếc đồng hồ trị giá tới 250.000 đô la bằng 32 năm lương, càng minh chứng cho thấy chủ trương người nhận hối lộ ít, không có động cơ hay nhận tiền vào dịp lễ Tết như bồi dưỡng, quà và không cam kết làm gì để có lợi cho bên đưa tiền sẽ không bị xử lý về mặt hình sự, nhưng xử lý nghiêm về mặt đảng và hành chính là điều vi phạm trắng trợn vào luật pháp của nhà nước. Thậm chí còn là một chính sách bảo vệ cho quan chức tham nhũng cũng như khuyến khích cho họ tham nhũng thêm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay của Thời báo .de với bản tin lãnh đạo chống tham nhũng trục lợi trong việc bảo vệ cho quan tham nhũng như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.